Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các cái chi phí cho hàng lẻ, hàng đóng ghép, xuất đường biển, các cái chi phí phát sinh tại Việt Nam. Trước tiên thì mình muốn nói qua một chút về cái hàng lẻ, hàng đóng ghép. Cái hàng đóng ghép là cái hàng mà doanh nghiệp chỉ có một lượng hàng nhỏ, không thể đóng full được một container, thì họ sẽ đi dạng hàng lẻ đóng ghép cùng với các doanh nghiệp khác trong một container để có thể tiết kiệm được cái chi phí vận chuyển quốc tế cũng như là nhiều cái chi phí khác. Cái điều kiện để có thể đóng ghép được hàng lẻ đó là các doanh nghiệp này sẽ đến cùng một cái cảng đích. Mình lấy ví dụ như có 5 khách hàng muốn xuất hàng đi cho 5 người mua hàng ở bên Hà Lan chẳng hạn. Và tất nhiên là các cái địa chỉ, các cái kho của người mua hàng sẽ khác nhau, nhưng cái cảng đến đều giống nhau là cái cảng Rotterdam. Thì khi đó bọn mình có thể đóng ghép được hàng của 5 cái doanh nghiệp xuất khẩu này trong một container và xuất sang cảng Rotterdam. Đến cảng Rotterdam thì sẽ giao vào cái kho để dỡ cái công đấy ra để khai thác cái container đó, và 5 cái người mua đó có thể đến cái kho hàng lẻ đó để lấy những cái hàng hóa của họ. Một cái hay nữa của hàng đóng ghép đó chính là ví dụ có một doanh nghiệp thứ 6 họ xuất đi Singapore thay vì Rotterdam chẳng hạn, mà trong khi cái lượng hàng của 5 doanh nghiệp kia vẫn chưa đủ một container, thì lúc đó bọn mình sẽ xem xét là đóng tiếp thêm cái hàng của doanh nghiệp thứ 6 vào trong cùng một container, mặc dù là cái doanh nghiệp thứ 6 chỉ đến Singapore thôi, nhưng mà bọn mình sẽ book cái chuyến tàu đi từ Hải Phòng sang Singapore. Sau khi đến Singapore, bọn mình sẽ khai thác cái công hàng lẻ đó ở Singapore và lấy cái hàng mà chỉ đến Singapore thôi để lại ở Singapore, sau đó là lấy tiếp cái lượng hàng mà đi tiếp đến Rotterdam, đóng ghép cùng với một số hàng hóa muốn đi đến Rotterdam, thì lúc đó sẽ đóng trong cùng một container để xuất tiếp đi. Công ty của mình là công ty logistics, công ty forwarder. Nếu mà khách hàng mua cái dịch vụ hàng lẻ, hàng đóng ghép qua công ty mình, nếu mà cái lượng hàng hóa nó không đủ để mình có thể đóng ghép được một container, thì mình sẽ phải để chờ đến khi nào có thể đóng đủ một container. Tuy nhiên là nếu mà làm như thế, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động thương mại của khách hàng. Và mình thì không bao giờ muốn điều đấy xảy ra, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín, cái chất lượng dịch vụ của công ty mình. Thì khi đó mình sẽ mua lại cái dịch vụ đóng ghép của những công ty dịch vụ logistics chuyên đóng ghép hàng lẻ. Thì đối với những công ty dịch vụ chuyên đóng ghép hàng lẻ như thế, được gọi là co-loader, họ sẽ có được cái lượng hàng hóa đóng ghép rất là dồi dào hàng tuần, hàng tháng. Thế nên họ có thể cố định được cái lịch tàu đi hàng tuần. Bây giờ bọn mình sẽ đến với những cái chi phí hàng lẻ xuất đường biển phát sinh tại Việt Nam như thế nào nhá. Cái chi phí thứ nhất đó là cái chi phí trucking, đó là vận chuyển cái hàng hóa từ kho của người xuất khẩu tới cái kho đóng ghép hàng lẻ. Cái việc mà đóng ghép hàng lẻ á, không phải đóng ở đâu cũng được, không phải đóng ở kho của người xuất khẩu hay là bất kỳ một cái kho nào của người xuất khẩu trong cái container đó, mà tất cả hàng hóa của người xuất khẩu phải mang đến một cái địa điểm là kho đóng ghép hàng lẻ. Và những cái kho đóng ghép hàng lẻ này nó sẽ nằm ở trong cái cảng xuất. Mình lấy ví dụ như là hàng hóa xuất đi từ cảng Hải Phòng. Và nếu đối với trường hợp hàng lẻ thì ở dưới Hải Phòng sẽ có những cái kho đóng ghép hàng lẻ. Thì các doanh nghiệp khi mà họ muốn xuất hàng theo diện hàng lẻ thì họ sẽ phải mang hàng hóa xuống cái kho dưới đó để hàng ở trong đó. Sau đó là những cái bên công ty dịch vụ logistics sẽ kéo cái container về cái kho đóng ghép đó và đóng toàn bộ hàng hóa vào trong, chứ không phải đến từng cái doanh nghiệp, đến từng kho của doanh nghiệp và lấy hàng đâu nhá, mà tất cả các hàng hóa của doanh nghiệp phải mang đến cùng một địa điểm đóng ghép hàng hóa. Nó gọi là cái kho hàng lẻ á. Thì cái chi phí đầu tiên là cái chi phí trucking, là vận chuyển hàng hóa từ kho của người xuất xuống tới kho hàng lẻ. Chi phí tiếp theo đó chính là chi phí hải quan. Hàng hóa xuất ra khỏi Việt Nam, hàng công hay hàng lẻ hay bất kỳ loại hàng nào xuất ra khỏi Việt Nam thì đều phải thông qua hải quan. Thì chi phí tiếp theo bọn mình sẽ có là chi phí khai báo hải quan. Cái chi phí tiếp theo đó chính là chi phí đóng ghép hàng lẻ tại kho hàng lẻ, gọi là Container Freight Station Fee. Khi hàng hóa của các doanh nghiệp xuất khẩu mang hàng xuống tới kho hàng lẻ thì kho hàng lẻ này phải có trách nhiệm quản lý những cái hàng đó và đóng ghép cái hàng đó vào container, thì bọn mình sẽ phải trả những cái chi phí này cho kho hàng lẻ, gọi là CFS, Container Freight Station Fee. Cái đơn vị để tính phí CFS này đó chính là cái thể tích. Tuy nhiên nếu mà cái chạc weight nó lớn hơn rất nhiều so với cái thể tích thì bọn mình sẽ tính theo chạc weight. Mình lấy ví dụ có một lô hàng mà nặng 2.300 kg
nghĩa là 2,3 tấn đấy, trong khi cái thể tích nó chỉ có 1,5 khối thôi. Thì cái tràng weight ở đây nó sẽ là 2.300 chia cho 1.000 thì nó sẽ là bằng 2,3. Thì lúc đấy bọn mình sẽ lấy cái tràng weight là 2,3 thay vì 1,5. Còn trong khi hàng hóa mà cái thể tích nó lớn hơn cái tràng weight thì bọn mình sẽ lấy cái thể tích. Mình lấy ví dụ một lô hàng có cái trọng lượng là 1 tấn đi chẳng hạn, 1.000 kg, nhưng mà cái thể tích nó rơi vào 1,5 cbm, thì bọn mình sẽ lấy cái thể tích là 1,5 cbm để tính ra các cái chi phí CFS. Tiếp theo đó chính là phí THC. Như mình đã giới thiệu cái phí THC ở trong cái video các chi phí đối với hàng nguyên container, thì nó là cái terminal handling charge. Mặc dù là cái hàng lẻ nhưng mà hàng lẻ đấy sẽ đóng trong cùng một container với các doanh nghiệp khác và hạ ở terminal, thì có nghĩa là các doanh nghiệp trong container đó phải trả một phần chi phí THC, và cái chi phí THC cũng sẽ tính dựa trên cái charge weight hoặc thể tích, cái nào lớn hơn thì lấy cái đó. Cái chi phí tiếp theo đó chính là chi phí vận đơn. Dù là xuất hàng lẻ thì những công ty dịch vụ logistics họ cũng phải phát hành những cái vận đơn, thì bây giờ bọn mình sẽ có phí vận đơn. Chi phí tiếp theo đó chính là phí cơ sở hạ tầng đối với cảng Hải Phòng. Mặc dù hàng lẻ nhưng mà vẫn sẽ có cái chi phí cơ sở hạ tầng. Thì đây là 6 cái chi phí mà doanh nghiệp xuất khẩu phải trả cho hàng lẻ, hàng đóng ghép. Bây giờ bọn mình sẽ đến với những cái loại chi phí tiếp theo. Cái chi phí tiếp theo đó là EBS. EBS là Emergency Bunker Surcharge. Nó là cái phụ phí xăng dầu, một trong số những cái phụ phí của cước biển vận chuyển quốc tế. Thì mình đã nói ở phần đầu cái video là đối với những lô hàng mà xuất đi từ Hải Phòng mà đi Rotterdam chẳng hạn, nhưng mà sẽ chuyển tải ở Singapore, thì những công ty dịch vụ logistics như bọn mình sẽ book hai chặng quốc tế. Chặng thứ nhất ví dụ đi từ cảng Hải Phòng đến Singapore, và tiếp theo là từ Singapore đi đến Rotterdam. Thì cái chặng đầu tiên là nó sẽ có những cái phụ phí EBS. Thì bây giờ những cái phụ phí đó sẽ được đẩy về cái chi phí local charge ở hàng xuất của Việt Nam. Mà cái này nó cũng tùy, bởi vì có những cái tuyến quốc tế là sẽ có EBS, có những cái tuyến không có. Nhưng mà nếu có thì những cái phí EBS này sẽ được đẩy về làm local charge ở Việt Nam. Cái chi phí tiếp theo đó chính là LSS, Low Sulfur Surcharge. Theo quy định mới của vận chuyển đường biển thì các hãng tàu phải sử dụng những cái nhiên liệu sạch để làm giảm cái tác động lên môi trường. Thế nên là đây là một trong số những cái phụ phí mà đi kèm với cước vận chuyển quốc tế, để hãng tàu họ sẽ sử dụng những cái nhiên liệu sạch để làm giảm cái tác động lên môi trường. Cái chi phí này nó sẽ được đẩy về làm cái chi phí local charge tại Việt Nam. Cái chi phí tiếp theo là cái chi phí VGM, nó là cái chi phí cân hàng. Thì cũng có một số công ty dịch vụ logistics họ sẽ thu cái phí này để họ, bởi vì họ vẫn phải update những cái thông tin VGM lên cho hãng tàu hoặc là cho các bên chuyên đóng ghép. Thì đây nó là như một dạng phí handling, thì vẫn phải pay cái phí VGM này cho các công ty dịch vụ logistics. Tuy nhiên là cũng không phải là pay 100%, cũng có một số doanh nghiệp logistics họ không thu, nhưng mà cũng có một số nhiều doanh nghiệp logistics họ sẽ vẫn thu cái phí VGM. Cái phí tiếp theo đó chính là phí telex, chính là phí điện giao hàng. Thì nếu các bạn không hiểu phí điện giao hàng là gì, các bạn có thể xem lại cái video thế nào là vận đơn, vận đơn đường biển là gì. Các cái chi phí tiếp theo đó chính là các chi phí khai hải quan. Thì đối với một số doanh nghiệp, một số tuyến thì cái house bill này không cần phải trả, mà các bên đóng ghép ấy họ sẽ khai cái thông tin dựa trên full container, thì các doanh nghiệp có những cái hàng lẻ đó không cần phải chi trả. Tuy nhiên là có một số tuyến như là tuyến Mỹ thì vẫn phải trả phí khai hải quan, bởi vì sẽ phải khai hải quan dựa trên cái vận đơn của doanh nghiệp cuối cùng, thế nên là vẫn phải khai như bình thường. Thì cái chi phí này là tùy cái quy định của mỗi cái nước nhập khẩu. Cái nhóm chi phí thứ hai này nó rơi vào tầm 70 đến 80% doanh nghiệp sẽ phải chi trả. Bây giờ bọn mình sẽ đến với những cái loại chi phí khác. Cái chi phí đầu tiên trong nhóm chi phí khác đó là CO, cũng giống như hàng nguyên công thôi, thì cũng vẫn làm CO như bình thường, thì cũng sẽ mất phí làm CO. Cái chi phí thứ hai đó chính là chi phí storage, có nghĩa là chi phí lưu kho ở kho hàng lẻ. Chi phí tiếp theo đó chính là chi phí kiểm hóa. Nếu mà cái tờ khai mà bị rơi vào luồng đỏ thì chắc chắn là sẽ bị hải quan kiểm hóa, mà nếu mà đã kiểm hóa thì chắc chắn là sẽ mất phí. Còn nhiều những cái chi phí tiếp theo nữa mà mình cũng chưa biết hết, thế nên là nếu mà có ai biết hơn nữa thì có thể bổ sung ở trong cái video này. Cái nhóm chi phí other này nó rơi vào tầm 20 đến 30% các doanh nghiệp sẽ chi trả. Nó không phải lúc nào nó cũng phát sinh, nó sẽ rất là ít thôi.
Thì đây là toàn bộ những cái chi phí cơ bản cho một lô hàng lẻ xuất đường biển phát sinh tại Việt Nam. Hy vọng là các bạn thích cái video này. Nếu các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cuối cùng thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye!